Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em Kim Châu. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các anh chị về gói 7 khu đô thị Mỹ Gia Nha Trang. Thông tin nhanh về dự án. Tên dự án là khu đô thị Mỹ Gia gói 7 An Khánh, địa chỉ là xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà An Khánh với tổng quy mô là 27,09 hecta. Với vị trí vô cùng đắc địa nằm tại phía tây của thành phố Nha Trang. Khu đô thị Mỹ Gia gói 7 nằm ngay mặt tiền đường Cao Bá Quát, Cầu Lùng nên việc lưu thông về trung tâm thành phố Nha Trang rất là nhanh. Cách cấp mát Lê Hồng Phong 1 km, cách quảng trường biển Nha Trang là 2,5 km. Nếu anh chị đang tìm kiếm một khu đô thị để xây nhà và để an cư lạc nghiệp tại phố biển thì đừng bỏ qua khu đô thị gói 7 Nha Trang nhé. Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube của em Kim Châu. Thì trong video này thì em sẽ giới thiệu cho các anh chị một lô đất cực đẹp hướng Đông Bắc nằm trong khu đô thị khép kín, đó là khu đô thị Mỹ Gia. Và vị trí đất này nằm ở gói 7 thuộc đường 12m, đây là con đường thông nha. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu cho các anh chị kỹ hơn về thông tin chi tiết của lô đất này và tại sao các anh chị nên lựa chọn. Xin chào các anh chị nha. Thì cái vị trí lô đất này nằm trên trục đường thông. Đường này, con đường này rộng 12m. Thì xung quanh đã có rất là nhiều nhà đang xây dựng rồi đó. Thì các anh chị thấy vỉa hè, đường nhựa rất là đẹp luôn. Thì vị trí lô này á, Châu đang đứng đây là hướng Đông Bắc nè. Hướng rất là mát mẻ. Các anh chị thấy gió thổi rồi. Ở đây rất là mát ha. Đối diện của lô này, khu này đó chính là gói 8 Mỹ Gia. Thì cái vị trí này là vị trí đất nằm ở kề góc nè, ngang 5m kế bên cái nhà đang xây này đó. Kề góc, đây là lô góc, đây là lô kề góc ha các anh chị. Ngang 5m và vị trí này liền kề với trục đường thông chính đối diện với gói 8. Đường này thì rộng 18m, còn vị trí đường này của Châu đang đứng là rộng 12m đó. Vị trí đất của chúng ta thì ngang 5m ở đây, rất là đẹp. Xung quanh hạ tầng đã đồng bộ và trồng rất là nhiều cây xanh đó, rất là mát và rất là thoáng. Và lô này rất là sạch đẹp nha các anh chị đó. Vỉa hè rộng, không dính tủ điện và không dính nắp cống nữa. Rồi anh chị nào mà quan tâm lô đất này thì hãy gọi ngay cho em Châu để tìm thêm nhiều vị trí bất động sản tốt tại khu đô thị Mỹ Gia Nha Trang.